làm rõ có bác sĩ trong đường dây mang thai hộ ở Hà Nội. Từ việc hai trẻ do hai thai phụ sinh, song cùng chung một người cha, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ đường dây mang thai hộ có sự trợ giúp của một bác sĩ. Ngày 7 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội thông tin đơn vị đang làm rõ vai trò của Nguyễn Anh Thư, 29 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long, Phạm Ngọc Thảo, 40 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh trong đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trước đó đầu tháng 3, lực lượng chức năng đã phát hiện tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố có hai sản phụ có dấu hiệu mang thai hộ và đẻ thuê. Hai trẻ được sinh ra vào hai ngày liên tiếp bởi hai người mẹ nhưng chung một người cha. Đến cuối tháng 3, đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại đã lộ diện với ba đối tượng chính. Ngoài Thư, Thảo, cảnh sát làm rõ còn có một bác sĩ chuyên khoa, cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo cảnh sát, Thư, Thảo là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Trước đây, Thảo sử dụng phương pháp từng thụ tinh trong ống nghiệm nên có quen biết bác sĩ NDH. Thư cũng là người tham gia trên các diễn đàn, hội nhóm nên biết thông tin về người có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm. Năm 2019, thông qua nhóm này, Thư biết thông tin về Nguyễn Thanh Tê và Đặng Minh Tê không phải là vợ chồng nhưng muốn có con chung nên hai người đã mang thai hộ. Thư đã trao đổi với Thảo và được báo giá 400 triệu đồng cho một thai phụ. Thảo đã báo lại với Tê giá 480 triệu đồng, hưởng lợi 80 triệu đồng. Sau đó, hai người trên muốn có con trai nên đã cấy hai phôi vào hai người phụ nữ và bác sĩ NDH là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan đến hai người phụ nữ mang thai. Câu chuyện thường thấy là một chiếc xe đỗ chắn lối ra vào của một căn nhà và tùy mỗi người chủ nhà mà chiếc xe này có thể phải hứng chịu những hậu quả khác nhau. Mới đây thì mạng xã hội lại xôn xao với một câu chuyện như vậy. Sáng 5 tháng 4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh xe Honda CR-V màu đỏ tại Hải Phòng bị xì sơn trắng loang lổ ở phần vỏ xe. Trước kính lái kẹp tờ giấy viết tay với nội dung "Làm ơn, đỗ xe có ý thức". Được biết, do chiếc xe này đã đỗ trên vỉa hè trước một cửa hàng và chắn gần hết trước cửa nhà số 9 đường Lương Khánh Thiện, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, nên đã bị xì sơn lên và kèm theo tờ giấy ghi lời nhắc nhở về ý thức đỗ xe của tài xế. Ngay khi phát hiện tình trạng chiếc xe, chủ phương tiện đã liên hệ cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Trong khi vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ thì không ít cư dân mạng xôn xao hóng cái kết. Trong đó thì có ý kiến cho rằng hành động trên là hành vi hủy hoại tài sản cần được xử lý nghiêm. Người lại không đứng về phía tài xế do đỗ xe gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng. Không thể phá hoại tài sản người khác như vậy được. Có nhiều cách để xử lý, xịt sơn vào xe máy còn không được nữa là xe ô tô. Tài sản nhiều tiền của người khác không nên cổ suý cho hành vi xấu xí này của người Việt. Thưa quý vị, sau phản ánh của hành khách về việc một vài chuyến bay bị hủy khi mua vé bay các giờ đẹp của Bamboo Airways, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và có văn bản gửi Bamboo Airways cảnh cáo việc mở bán vé không đúng slot được xác nhận. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 1364 gửi tới hãng hàng không Che Việt Bamboo Airways, yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm việc mở bán vé đúng với slot hay số lượt cất hạ cánh đã được xác nhận và sẽ không cấp slot tăng chuyến trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hiện tái phạm. Trong văn bản cũng nêu rõ, Bamboo Airways cần thực hiện việc nghiêm túc mở bán theo yêu cầu tại văn bản số 3507 ngày 29 tháng 8 năm 2020 và số 279 ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam. Trước đó vào khoảng cuối tháng 3 năm 2021, nhiều hành khách và đại lý bán vé máy bay đã phản ánh tình trạng mua vé máy bay của hãng hàng không Che Việt và bị hủy chuyến liên tục, nhất là chặng bay đi Đà Nẵng vào các giờ bay đẹp. Giải thích cho tình trạng này, trên fanpage của Bamboo Airways cũng đã đăng thông tin do ảnh hưởng của việc sửa chữa đường băng tại sân bay Nội Bài nên trong thời gian đầu tháng 4, hãng phát sinh một số thay đổi trong lịch bay. Tuy nhiên, đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài sau đó đã khẳng định việc sửa chữa sân bay Nội Bài không ảnh hưởng đến các sự cố chậm hủy chuyến của các hãng hàng không trong giai đoạn này. Các slot bay của các hãng đều đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép và có tính toán với hạ tầng sân bay hiện tại. Hơn nữa,
Báo cáo về sự cố chậm hủy chuyến bay của hãng gửi đến cảng hàng không Nội Bài cũng không nêu lý do ảnh hưởng từ hạ tầng sân bay. Được biết là Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản vào ngày 25 tháng 1 cảnh báo Bamboo Airways về tình trạng mở bán vé vượt quá số lượng slot đã được xác nhận. Cơ quan này cũng đã yêu cầu Bamboo Airways khẩn trương dừng ngay việc mở bán vé vượt quá slot đã được xác nhận trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ trước cách xử lý kịp thời của các cơ quan chức năng trước những vấn đề này. Cùng theo dõi những bình luận nổi bật qua phần tổng hợp ngay sau đây. Quý vị, việc mở bán vé hàng loạt, giảm giá vé trong thời gian tới đây có thể sẽ không được thực hiện khi mà mới đây hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng đã có văn bản yêu cầu giá sàn vé máy bay. Theo đó thì với giá trần, hãng đề xuất tăng từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng cho các chặng bay từ 500 km đến 1.280 km trở lên. Giá sàn được kiến nghị theo hai phương án bằng 35% mức giá trần theo từng cự ly hoặc là chi phí biến đổi trung bình một ghế theo từng nhóm cự ly của các hãng hàng không giá rẻ. Như vậy, nếu kiến nghị của Vietnam Airlines thành hiện thực, có thể sẽ không còn vé 0 đồng 79.000 đồng như nhiều hãng khuyến mại trước đây. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, kiến nghị điều chỉnh mức giá sàn là trên cơ sở mức phí khai thác hợp lý của hàng không, đảm bảo các hãng hàng không không phá giá, cạnh tranh không lành mạnh, còn điều chỉnh mức giá trần là cho phù hợp với tình hình thị trường và chi phí đầu vào. Cơ quan chức năng mới đây cũng đã phát hiện và bắt giữ đường dây do tiếp viên hàng không cầm đầu nhập lậu hơn một tạ xì gà về Hà Nội để tiêu thụ. Cụ thể là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu Công an thành phố Hà Nội mới đây cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 1978, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên của một hãng hàng không tại Việt Nam, để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Theo đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thông tin Nguyễn Hải Sơn nhập một lượng lớn thuốc lá xì gà hàng nhập lậu qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất về Hà Nội để tiêu thụ. Theo thông tin được cung cấp, hàng hóa do đối tượng này buôn bán là xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc nhập khẩu là hợp pháp. Công an ngay sau đó cũng đã phát hiện và tiến hành khám xét 4 địa điểm do Sơn sử dụng để cất giấu xì gà nhập lậu, thu giữ hơn 850 hộp xì gà với khoảng 9.500 điếu. Theo khai nhận ban đầu, thì Nguyễn Hải Sơn đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để nhập lậu xì gà bán kiếm lời. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán xì gà nhập lậu này.